Cùng thầy dạy văn mở bài nâng cao tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông ngữ văn lớp 12 khoa Phù Hợp Tường được người đời biết tới là nhà văn của những dòng sông. Bởi nếu những dòng sông miệt mài chảy về biển lớn không ngơi nghỉ thì Hoa Phù Hợp Tường cũng miệt mài sáng tác không ngơi nghỉ để đóng góp cho đời những áng văn tuyệt tác. Các tác phẩm chính làm nên tên tuổi của Hoa Phù Hợp Tường phải kể đến Ngôi Sao Trên Đỉnh Phu Vân Lâu năm 1971, Rất Nhiều Ánh Lửa năm 1979, Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông năm 1986, Bản Di Chúc Cỏ Lau năm 84, Ngọn Núi Ảo Ảnh năm 99. Hoa Phù Hợp Tường gây ấn tượng với độc giả bởi phong cách văn học độc đáo. Ông là nhà văn chuyên viết về thể ký và là một trong mấy nhà văn ký hay nhất nước ta hiện nay. Nét đặc sắc trong sáng tác của Hoa Phù Hợp Tường đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất trí tuệ và chất trữ tình, giữa nghị luận sắc bén và suy tư đa chiều được tổng hợp từ vốn kiến thức phong phú về triết học, văn hóa, lịch sử, địa lý, tất cả được thể hiện qua lối hành văn hướng nội, xúc tích, mê đắm và tài hoa. Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông là một tác phẩm như thế, viết dành riêng cho sông Hương xứ Huế và là một trong số những kiệt tác văn chương viết về vẻ đẹp của một trong số những dòng chảy đẹp nhất ở Việt Nam, sánh ngang tầm với những dòng sông đẹp khác trên thế giới.